Dạ vâng, Ngọc Ánh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh đang đứng rất là gần và với cái vị trí đường Quang Trung Hà Đông. Kia là đường Quang Trung và trong video này Ngọc Ánh sẽ giới thiệu cho quý vị một căn nhà được thiết kế và xây dựng độc lập cách với trục đường kia khoảng tầm 30m. Đây là căn nhà với cái thông số nhà diện tích 37,6m, hướng nhà là hướng Tây Nam, được thiết kế và xây dựng duy nhất một căn. Với cái căn nhà này vừa mới hoàn thiện xong hết đường ngõ thực tế trước nhà, hai xe máy tránh nhau thoải mái, cách với đệm đường ô tô đi lại trục chính 30m thôi mọi người ơi. Và đây là cái căn lô góc hai mặt thoáng, thiết kế vô cùng hợp lý với cái vị trí cách bến xe Yên Nghĩa khoảng tầm 500m, giao thông đi lại quá là thuận tiện, gần với tuyến đường sắt trên cao Cát Linh. Với cái phần thiết kế toàn bộ phần mặt tiền của ngôi nhà ở đây rất là rộng thoáng, cửa chính thiết kế hai lớp, bên ngoài là cửa sắt kéo và bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Với căn nhà này thì sổ đỏ đầy đủ, chuẩn chỉnh, bàn giao nhà được ngay nha mọi người đó. Và với cái thiết kế công năng sử dụng đây là phần tầng 1 thiết kế phòng khách, phòng bếp, diện tích rộng. Căn nhà này lô góc cho nên nó không hẳn là vuông nét mọi người nha, nó có bị chéo một chút. Tuy nhiên những cái phần chéo đấy thì chủ nhà đều thiết kế nó rất là hợp lý vào những cái phần phòng vệ sinh và phần cầu thang, cho nên vào căn nhà nó cảm giác không bị chéo lắm. Đây là cái căn, đây là phần phòng khách và phần phòng bếp kia mọi người nha. Đây ạ, sổ đỏ chuẩn chỉnh, bàn giao nhà được luôn. Căn nhà này thì vừa mới hoàn thiện xong cho nên còn khá là ngổn ngang mọi người ơi. Với cái hệ thống chân thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện đều đã được lắp đặt đầy đủ hết cho quý vị. Cái tông màu sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng, cái phần gạch lát nền ở dưới thì là lát hai màu gạch trắng và màu đen. Với cái căn nhà này thì vị trí đi lại cực kỳ thuận tiện, cách với cái đường Ngọc Ánh như vừa chia sẻ với mọi người rồi 30m thôi, cách với bến xe Nghĩa 500m. Quý vị nào mà có đi làm ở khu vực Hà Đông hoặc là quý vị đi làm theo cái tuyến đường sắt trên cao Cát Linh thì rất là ok, bởi vì đi từ đây mà ra bến xe xong gửi xe mà đi cái tuyến đường sắt đấy thì cực kỳ là gần ạ. Đó, và cái căn nhà này thì giá chào bán của chủ nhà hiện tại đang chào là 2 tỷ 820 triệu, bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Và với cái căn nhà này thì quý vị cứ xác định vay được khoảng tầm tại thời điểm hiện tại bây giờ lãi suất rất là ưu đãi và vay được tối đa khoảng tầm 1,5 tỷ 1,7 tỷ tiền ngân hàng mọi người nhá. Đó, đây là cái phần không gian phòng khách, chủ nhà đã ốp cho mình một cái vách PVC ở đây, và cũng như là ở đây là có một cái kệ để tivi, trang trí rất là hợp lý, quạt trần đó, cửa sổ ở bên này thông thoáng. Căn này là lô góc mọi người ạ, cho nên là mở cửa sổ được ở phía bên. Và đây là cái phần không gian phòng bếp đó, không gian phòng bếp hoàn toàn đã được hoàn thiện xong hết rồi, tủ bếp này, mặt bếp này, cũng như là phụ kiện bếp đi kèm đều đã được thiết kế xong xuôi hết cho quý vị. Này, gỗ này là gỗ MDF, độ bền của nó khoảng tầm 8 đến 12 năm mọi người nha. Và chậu rửa, vòi rửa chất liệu inox 304. Căn nhà này hồ sơ điện, hồ sơ nước đã được lắp đặt đầy đủ riêng biệt của duy nhất căn này. Với cái điện thì là điện lực EVN Hà Nội và nước thì là sử dụng nước sạch sông Đà mọi người nha. Ngoài cái phần phòng khách, phòng bếp thì ở đây thiết kế thêm cho mình một phòng vệ sinh sử dụng ở phía dưới tầng 1, đầy đủ công năng sử dụng phía dưới tầng 1 và có một chiếc máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Đó, quá là hợp lý đúng không ạ? Với những cái diện tích như này thì chắc chắn là nhiều người cũng bảo là cái diện tích nhỏ như thế này thì không hiểu là thiết kế làm sao 4 tầng để nó đáp ứng được cái công năng sử dụng. Nhưng mà không phải, quý vị có thể theo dõi rất là nhiều video của bên Nhà Tốt gửi lên 30m, 32m nhưng mà thiết kế vẫn được 3 đến 4 phòng ngủ đấy mọi người ạ. Đó, cái phần ngăn cách giữa cầu thang và phòng bếp ở đây thì có một cái vách CNC rất là hợp lý. Và toàn bộ tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 thiết kế là gỗ và đá ốp cầu thang thì là đá granite. Như vậy Ngọc Ánh đã quay review chi tiết cụ thể đường, hướng, giá. Căn nhà này hướng nhà là hướng Tây Nam, giá chào bán 2 tỷ 820 triệu đồng. Tất cả Ngọc Ánh quay đều là giá bán từ chủ đầu tư, sổ đỏ, pháp lý, chuẩn chỉnh, sang tên trong ngày luôn cho quý vị. Và sau đây xin mời quý theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Quý vị ơi, với cái căn nhà này tầng 2, tầng 3 của ngôi nhà, chủ nhà thiết kế như sau, gồm hai phòng ngủ thoáng trước, thoáng sau. Đây là cái phần phòng ngủ đầu tiên. Ở phía bên trong, chủ nhà tặng cho mình nội thất như trên hình.
Và ở đây cửa sổ thông thoáng hai lớp, cửa nào cũng thế, thiết kế đầy đủ cho quý vị hai lớp cửa, bên ngoài là cửa nhôm hệ, bên trong là cửa sắt sơn tĩnh điện. Ống chờ, dây chờ, điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ rồi. Có căn phòng bên kia thì chủ nhà có lắp luôn điều hòa cho mình. Với cái chiếc giường này thì đây quý vị có thể nhìn thực tế luôn. Giường rất là đẹp, thiết kế hiện đại. 1m8, 2m mọi người ạ. Đây, bàn phấn. Đó, trần phào, thạch cao đều được thiết kế đầy đủ với cái không gian phòng. Phòng ngủ thì được lát sàn gỗ công nghiệp, rèm cửa. Đó, đây là cái căn phòng ngủ đầu tiên. Mời người theo em sang căn phòng ngủ thứ hai. Đây là cái căn phòng ngủ thứ hai hướng ra phía mặt ngõ. Thì với cái căn phòng ngủ này, chủ nhà có tặng cho mình một chiếc điều hòa thương hiệu Furiki đây mọi người nhá. Đó, và bên cái phòng này thì cũng lắp đặt luôn ở đây là một bộ rèm cửa cho mình, rất là thoáng ạ. Đấy, ánh sáng tự nhiên vào trong không gian phòng. Ngoài cái hai phòng ngủ này thì thiết kế thêm cho mình một phòng vệ sinh ở phía bên ngoài phòng đây. Phòng vệ sinh này thì đáp ứng công năng cho quý vị sử dụng đầy đủ ở đây. Hệ thống sen cây tắm, lavabo bàn đá, bồn cầu liền khối. Đây ạ, thực tế luôn. Đây là cái phần chéo mà như Ngọc Ánh đã chia sẻ. Tuy nhiên những cái phần chéo của ngôi nhà này thì được chủ đầu tư cũng như được thiết kế rất là hợp lý vào cái phần phòng vệ sinh. Ngay từ đầu ở phía dưới tầng 1 em đã chia sẻ cho quý vị rồi. Nhà có như thế nào thì quay và review cho quý vị như thế. Nên là quý vị đến xem yên tâm là nó không có cái gì khác ở trên video cả. Và bây giờ mời theo em lên trên khám phá tầng 3 nhá. Và đây là cái phần tầng 3 của ngôi nhà, thiết kế tương tự như tầng 2, cũng gồm 1, 2 phòng ngủ, 1 phòng vệ sinh. Đây, phòng ngủ ở trên phía tầng 2 này thì chủ nhà cũng lắp tương đương như ở phía dưới tầng 2 mọi người ạ. Đây là tầng 3. Đó, hệ thống rèm cửa này. Đây, ánh sáng tự nhiên, không bật điện đây mọi người nhá. Hệ thống trần thạch cao này. Ở đây là giường này, sàn gỗ. Tất cả các cửa thông phòng cũng như là cửa nhà vệ sinh thiết kế ở đây cùng một loại cửa, đó là cửa nhôm hệ mọi người ạ. Đó, chủ nhà tặng cho mình hai chiếc giường này. Trên phía tầng 3 này thì tầng 3, tầng 2, hai phòng ngủ ngoài là có tặng hai chiếc điều hòa. Phòng nào cũng ngập tràn ánh sáng tự nhiên. Như vậy với cái căn nhà này thiết kế được 4 phòng ngủ, tầng 1, tầng 2, tầng 3 là được 3 phòng vệ sinh. Vậy thì còn tầng 4 thiết kế ra sao thì mọi người đừng rời mắt khỏi video nhé. Và mọi người ơi, đây là cái công năng sử dụng ở trên phía tầng 4. Bước chân lên trên phía tầng 4 là ở trên phía trần này có một cái ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng tự nhiên xuống không gian phòng ở các phần cầu thang. Trên tầng 4 thì thiết kế ở đây cho quý vị một không gian phòng riêng. Phòng này thì quý vị có thể thiết kế phòng thờ, phòng làm việc, công năng sử dụng là tùy mục đích của mỗi một hộ gia đình. Tuy nhiên thì trên tầng 4 này chủ nhà cũng lắp cho mình một bộ rèm cửa nhé. Đó, với cái căn nhà này, ưu điểm lớn nhất của nó là ngõ nông, cách 30m là ra tới trục đường chính. Ưu điểm tiếp theo là gần với lại tuyến đường sắt trên cao Cát Linh, gần với bến xe Yên Nghĩa. Đó, quý vị nào mà có đang ở tỉnh về các tỉnh ở phía Tây Hà Nội ấy, thì quý vị đi lên bến xe Yên Nghĩa này nó rất là hợp lý. Ví dụ Nam Định, Thái Bình này, Ninh Bình này, đó, tiện lắm. Quảng Ninh, Hải Phòng đi lên tới bến xe Yên Nghĩa này thì cực kỳ là gần. Và mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin ấy, thì cứ liên hệ trực tiếp với nhà tốt nhá. Đây là cái phần sân phơi của ngôi nhà, rất là rộng. Trên phần sân phơi này thì đây chủ nhà có lắp hai cái điều hòa cho nên có để cục nóng ở trên này. Còn đây là cái phần đi lên trên phần tum. Ở trên phần tum này thì có một cái bồn nước một khối cho quý vị sử dụng. Ở phía dưới tầng 1 thì đã có bể ngầm 2 khối 8 ở phía dưới tầng 1 rồi. Nước ở đây thì sử dụng nước sạch. Giá chào bán căn nhà này Ngọc Ánh xin nhắc lại một chút, 2 tỷ 820 triệu đồng cho một cái căn nhà này 4 tầng, thiết kế 4 phòng ngủ, giao thông đi lại thuận tiện. Và quý vị có thể lấy cái điểm bến xe Nghĩa hoặc lấy cái điểm tuyến đường sắt trên cao Cát Linh để Google Map xem cái vị trí quý vị đang ở và cái quý vị đến tìm căn nhà này xem nó có hợp lý hay không, bởi vì căn nhà này đi ra đấy rất là gần. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa thì vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983 013403 hoặc 0888 041444 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.